Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Một Xa ha. Thì hôm nay cũng lọt vô ngay giữa mùa mưa đỉnh điểm ha. Thì cô bác chị vừa đi phân, vừa kích canh canh dưỡng, vừa đi kích nụ ha. Và cũng không quên là trừ sâu bộ trĩ, rệp sáp, nhện đỏ. Và cái mà chủ yếu nhất đó là nấm bệnh nha cả nhà. Thì hôm nay mình cũng pha một bình Tibuzet vạn pin phun cho nguyên cái vườn của mình ha. Rồi đủ thứ hết trơn rồi. Đó thì cô bác theo tỷ lệ ha. Tôi chết làm ăn con giá đó. Dưới con ăn pin. Chai này hết rồi. Ăn pin là 40g ha. Cái muỗng này là 50g đây. Rồi hết luôn. 40g nè. À, 40g nữa nha cả nhà. Nữa hai cái 40g ha. Với 16 lít nước. Phun đậm đặc cũng được nha cả nhà, tại cái mùa này là mùa bệnh nên là phun đậm lên chút xíu 60g cũng được ha. Đó, nhưng mà sợ cô bác chị không có khả năng thì cứ 40 với 16 lít. Tibuzet vạn pin ha. Đó, anh pin là này ha. Vô nước thôi. Rồi nó cái đó thì anh em xả nước vô hoặc là quậy trong thùng bê đổ vô cái lượt ha. Chú ấy là hoặc là đổ trước bắt đầu xịt nước vô là nó tan đều hết à. Cái thường thường cái trước lần trước mình đó là pha tới 2 bình lận, một bình phun không đủ. Vô ta kìa. Ừ.
Rồi. Vô. Ừ. Đó, các bạn phun vô cái là màu xanh lên này ha. Phun qua mặt chậu. Phun cạnh nhánh ha. Ừ, nó lên màu xanh vậy mới là đạt ha. Đó, cây bonsai là phun qua mặt chậu luôn. Đó, phun cho nó áo một lớp bảo vệ ha. Mùa mưa mình phun 4 lần ha cả nhà, tháng mình chia làm 4 lần mùa mưa ha, 7.000 lần. Cây nhỏ, cây bé, cây lớn, cây si, cây bệnh, cây khỏe, cây làm bông, cây không làm bông phun hết ha. Phun qua mặt chậu nhiều nhiều một chút, biết sao nó rút xuống chứ. Mình một tháng mình phun tới 4 lần thì nó bảo vệ được cái nấm bệnh là nó không phát triển ha. Trong cái thằng Tibuzet nó có hàm lượng vi lượng nha cả nhà. Ở nhà cũng nhà sản xuất đưa vào để cho nó dày lá xanh lá nè. Thì cô bác anh chị khi mà phun Tibuzet thì cũng là không được cắt bo để ghép nha. Ghép nó tuột bo đó, tại nó có phân trong á. Thôi xin dừng video tại đây ha. Chúc cả nhà vui vẻ. Thì cô bác anh chị cần gì cứ liên hệ mình ha, để mình chia sẻ cũng như là gọi Zalo để mình biết cây của các bạn như thế nào, để mình đưa cái bài ra chữa trị cũng như là chăm sóc cho nó chính xác ha. Thôi xin chào.